đây ngồi đây. Chia, hai cặp chưa? Đâu? Đúng không? Xong ơi. Xong. Xong ơi. Chết rồi. Xong ơi. Chết rồi. Xong ơi. Tìm tìm nó đi nhanh đi. Mọi người thì hiện tại thì anh em mình đang đi săn ở trong rừng đây, nhưng mà tự nhiên là cu song nó mất tích, không nhìn thấy đâu nữa. Thì anh em mình đi bây giờ đang tiến hành đi lần nó. Anh ơi, chắc nó chỉ có quay lại cái mộ đấy thôi. Đi đâu bây giờ là phải đi theo cái con đường mòn, mà những cái vết chân ở trước mình đi ấy thì nó mới lần được cái ngôi mộ đấy. Bây giờ nó dập này không lần đâu, đi sát sát vào nhau kìa nhá. Dạ vâng, nhưng mà bây giờ là dạ mà không biết là chắc chắn nó có sang bên này không ấy gì. Chắc chắn 100% em... Hôm qua em nhìn đúng là nó bị nhập rồi, anh cứ bảo không phải. Dạ mà hôm qua là không nhìn cái kiểu vậy, nó không phải bị nhập đâu. Vì nó lần trước đã gặp như thế rồi. Dơ tìm ở đâu đây. Trời ơi. Phải giờ rừng rậm như thế này thì biết tìm nó như ở chỗ nào bây giờ. Bây giờ mình phải theo những cái hướng này, con nhẹ nó mặt kìa. Cẩn thận đấy, nhẹ đấy, có cẩn thận nữa, có độc ấy nha, nó cắn là chết đấy. Đấy, cắn từng mặt, đi thẳng đi, thẳng đi, thẳng đi. Thẳng theo cái con bọn này. Thế anh em mình hôm nay là chuyển đi một nơi rất là xa để đi săn bắt đây, nhưng mà đang đi thì phát hiện cu song tự nhiên nào mất tích. Ôi ôi chết rồi. Bây giờ thì thực sự là bây giờ là cái rừng rất là rậm, mà bây giờ mà anh em mình đi tìm lại cái khu mộ đấy thì rất là khó. Nhìn thấy cái vết nào mà hôm qua mà mấy anh em mình đi đấy. Qua mình đuổi lợn rừng khắp cái rừng này rồi thì chỗ nào chả có vết. Không, đi theo một cái đường này này, men theo con đường mòn của Vĩnh thấy. Được rồi. Đi ra. Đi ra. Đấy ơi. Thế nào? Này em bảo nó nhập, anh cứ bảo không phải. Tao bảo không phải nhập. Mẹ mày nhìn cái người bị nhập rồi nó khác. Nhập rồi không bị nhập mà tự nhiên nó cứ thế này. Đúng rồi. Chết rồi, mẹ bây giờ không biết tìm nó đâu. Hay nào nó đi về nhà nhỉ? Nếu nó có về nhà không? Nó không về nhà đâu. 100% là mày không thể về nhà được. Men theo đường thẳng mà cục đồi thì nó ở nằm bên phía bên tay trái. Đi theo đường này anh ơi. Đây, đi đây anh ơi. Ui, đây, có cái ngôi mộ nữa không? Đâu? Hả? Đây, có cái ngôi mộ. Mộ nhỏ anh nhỉ? Đây là cái trước này là đây nó làm cái những cái ngôi mộ kiểu như là nó không có tên tuổi gì ấy. Đừng động vào đấy em ơi, đừng có động vào đấy, đừng động cái gì vào đấy. Hình như cháu nhớ là hôm qua mà mình đi theo cái ngôi mộ nhỏ này xuống cái ngôi mộ lớn thì phải, thế là nó chỉ nằm ở bên dưới này thôi. Đúng rồi. Đây, biết phải không? Ừ đúng rồi. Đây rồi, đây. Ngôi mộ đây. Chia, hai cặp chưa? Đâu, đúng phải không? Xong ơi, xong. Đây, xong ơi. Ui chết rồi. Chết rồi. Xong ơi. Ui nó thế nào xong ơi. Xong. Thế nào lại ngủ đây? Sao mày ra đây? Hả? Anh kêu em đi bắt lợn rừng mà. Trời điên ơi. Này chứ. Đang đi làm cùng anh em. Ui chết rồi. Em bảo nó bị nhập rồi, anh cứ bảo không phải. Giờ nó lại bảo em bảo nó ra đây đi bắt lợn rừng. Hôm nay không phải bị nhập. Mọi người ạ, thì anh em mình đi thật sự rất là xa đi, chỉ có nghi là nó đi sang bên này. Anh kêu em đi bắt lợn rừng mà tao kêu mày bao giờ. Đây mọi người ạ, đây cái ngôi mộ đây. Thế sao lại ngủ mà đây? Đang đi cùng cơ mà hả, làm một phát mất luôn hiểu không? Làm một cái, em thấy anh làm cái là mất em. Anh em thấy mất hút nó luôn, chỉ có nghi là đi sang vạ bên này thôi. Nhưng mà ý như rằng là đúng luôn anh em ạ. Đi tìm mày khổ như nào không, hàng cây số. Hàng mấy cây số ơi, đi bộ. Nhà nó sang đây nó đi nằm, sang đây nó ngủ bên này. Hàng mấy cây số đi bộ. Ui nó mệt mà neo theo cái con đường ấy, nó thật là nhưng mà thằng Khoa nó bổ mày đi sang đây khiêng lợn rừng bao giờ? À, anh đi trước em đi sau, em thấy anh Khoa kêu em đi bắt lợn rừng. Ôi ơi. Bảo mày bao giờ? Chết rồi. Ôi, nãy bên kia đây. Mày biết từ ở bên đấy sang đến bên này bao nhiêu cây số không? Hả? À. Chết rồi. 4-5 cây số. Em nhìn đến đây là em không nhớ gì nữa. Mọi người ạ, có khả năng là cu song đang bị cái hiện tượng là bị che mắt rồi. Nên là đấy, nhưng mà mình đoán là thằng này là không phải bị nhập. Thế không phải bị nhập, nếu mà người bị nhập. Đừng nghịch vào đấy em ơi. Đừng động vào đây. Nếu mà người bị nhập ấy thì nó sẽ có cái hiện tượng rất là khác.
Nhưng mà đây là chắc chắn là không phải bị nhập này, cái hiện tượng này. Thế không nhập thì làm sao mắt mà nó lại thế? Đây là bị che mắt dẫn đi. Thế mày nhìn rõ anh không? Anh kêu em đi mà. Chê đồ. Đấy. Rõ ràng là mày. Hôm qua Viên cũng bảo là nhìn thấy thằng Song ôm cái bình chạy. Đấy. Nhưng mà cái nhưng mà Viên hôm qua nhìn thấy lúc quay lại đấy thì đang đuổi theo thằng này. Vậy là có phải là ông với lại anh Khoa là đi một đường phải không? Cháu chạy xuống thì là nhìn thấy nó trước mặt, nó cầm cái hũ như này này, xong rồi nó quay lại nó cứ cười là nó chạy. Thế là cháu thằng này cũng gặp thế rồi anh ơi. Thế là không đuổi được nó, xong bắt đầu cháu mới quay lại thì nhìn thấy ông với lại Khoa này là đang lần đằng sau này không? Rồi, toàn kiểu bị ma dẫn rồi. Thế là Viên hôm qua may là không đuổi kịp thằng Song ấy, đuổi kịp thì cũng chả biết nó dẫn đi đâu. Quay lại mất hút luôn. Mấy hôm qua em cầm dao rồi. Nếu mà cầm dao thì cầm dao chắc nó cũng sợ. Thế mọi người thì hiện tại thì đây là một cái ngôi mộ của người Tàu, một cái bia rất là. Mày nhìn rõ anh luôn á. Một cái bia rất là to bằng đá mà người ta khắc tên lên đây. Thì anh em mình nhìn thấy tên này thì không thể biết được là cái gì. Không biết là mấy trăm năm. Nhưng mà hiện cái gì? Cái gì? Mộ. Đấy, mày sang đây mày ngủ bây giờ mày còn hai cái gì? Mày còn bảo tao kêu sang đây. Em thấy anh kêu bên kia sang đây em chả biết gì nữa. Thế là dẫn mày sang đây. Vâng. Mày thật đấy, đi nó xa chứ. Mấy cây số rồi. Thế mà đi không thấy mệt à? Không. Nhưng mà nó kêu như thế này, nó cứ bảo mày đi sang bên đây như thế nào? Bản như người cứ, như cứ, này cứ luôn. Cứ vậy này đi bắt lợn rừng thôi. Cứ vẫy này sao, cứ vẫy đi sang bắt lợn rừng. Vâng. Thế thằng này bị che mắt rồi. Dẫn rồi, mắt. Dẫn đi rồi. Hay là ở cái khu vực này nhiều lợn rừng nên là người ta muốn mình bắt. Hay cũng có khả năng nó kiểu nó dày xéo. Không phải là trước ngày ấy là người dân đấy ấy, có một cái trận đại dịch. Nó tầm khoảng hết cả hai khu xã ở đây mà tầm khoảng thấy một cái nhà nào người ta chết tầm khoảng mấy nghìn lợn đấy. Không là bắt đầu là người ta chôn ra khắp ở đây vì là những cái đồi này thì không bao giờ người ta đến nữa, chỉ có một vài người ta đi săn thôi. Xong bắt đầu là người ta chôn tất cả những cái con lợn rừng ở dưới. Thế nào bắt đầu là về sau ấy là kiểu như có một cái đàn lợn mà nó cứ theo nhau ở dưới cái đường ấy. Xong bắt đầu là chăn nó cuốn lên, không là bắt đầu là nó còn đến người ta về nhà người ta cái con lợn rừng nó húc cho nồi ruột ra mà về nhà cũng không ai bắt được một con nào luôn. Là không hiểu lý do là cái bọn lợn rừng đấy là nó đi đâu nữa mà chỉ có ở xung quanh hết một cái hướng này thôi. Nhưng mà trước này là chưa gặp ông ấy, là bọn cháu đi săn ở trên đây một tuần rồi, là bẫy rất là nhiều ở trên đây rồi nhưng mà không một cái nào mà dính được. Chứng tỏ là thành tinh rồi. Đàn này là thành tinh rồi. Vì mọi người ạ, thì hiện tại mấy anh em mình từ hôm qua có mấy hôm rồi là đi vào trong đây săn thì có săn được một con chăn, mấy này mấy con chăn con. Nhưng mà gặp lợn rừng thì có gặp cái dấu vết mà có người bị lợn rừng tấn công ở trên đấy thì toàn vết máu thôi. Thì sau khi là về đến hôm sau đi lên thì gặp lợn rừng rất là đông, một đàn rất là đông nhưng mà anh em cũng không bắt được con nào cả. Cả con to cả con nhỏ nhưng mà không thể nào mà bắt được. Mà nhìn thấy nó chạy trước rồi ấy, hôm nọ vụt vào chân một con rồi còn không bắt được. Đấy. Hiện tại thì anh em mình đã di chuyển sang một cái địa điểm mới vì anh em mình đang làm ở bên này thì mà gặp một ngôi mộ đây mà đã xảy ra một cái hiện tượng như thế thì anh em mình đã di chuyển sang một nơi rất là xa, cách đây khoảng cỡ 4-5 cây rồi. Nhưng mà tự nhiên là cú sóng mất tích thì anh em mình quay lại tìm thì không thấy nữa. Và chỉ nghi là cú sóng đi sang bên này thôi. Nhưng mà sau khi tìm sang bên này thì phát hiện là đang nằm ở đây. Thì lại nói là Khoa gọi đi sang bên này bắt lợn rừng thì anh em mình đang... Nó vẫn cứ cãi lại em gọi nó. Đấy, mà có ai đi câu nào đâu. Không ai nói câu nào cả. Đi đường rừng này tầm khoảng vài cây số thì không khác gì mà đi mấy chục cây số ở ngoài đường. Thật sự rất là mệt mỏi mọi người. Đi nó khó đi lắm. 5 cây số mà anh em mệt mỏi như nào. Anh ôi, kêu em đi, thôi đi anh em đi lên này đi di chuyển đi di chuyển đi. Bây giờ thì vừa sáng ra mà đã như thế này rồi thì chết rồi. Thôi. Thì bây giờ thì anh em mình có năng là phải đi di chuyển đi thôi, không ở đây nữa. Đi thôi anh em, bây giờ là mình đi xong là nó muộn rồi. Thì là đi thôi.
Mẹ bây giờ thì đi bây giờ mới như thế trong cái nó định. Ui, cái gì đấy? Gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ui, cái gì ở đây đấy? Kìa. Chạy như nào. Bình tĩnh thôi. Ui, cái gì đấy? Lượn rừng anh ơi.